Hello, là xin chào mấy bạn nha. Ngày hôm nay Đề đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay Đề sẽ kể cho câu chuyện cho các bạn rất là buồn. Rồi đây, đây con rồng Nam Mỹ của Đề để nuôi chém má này không chăm không cẩn rồi nên để cho em đi trả rồi. Để cho cái người chủ mà bà để chăm sóc con rồng Nam Mỹ rồi nha mọi người. Con rồng Nam Mỹ của Đề, con dư chuột, bé dư chuột của bạn, bé rồng Nam Mỹ của Đề để đánh em đi trả lại rồi. Tại để lên học, bây giờ để lên học lớp 6 nên để không có rảnh mà nên để không có chăm được con rồng Nam Mỹ của đời nên để chỉ chăm được mấy con cá thôi nên thôi con rồng cộng đợi rồi để em đi trả lại cho cái người chủ cũ mà đã nuôi nó nha. Con rồng Nam Mỹ để em trả lại cho cái người chủ cũ mà đã chăm sóc nó rồi. Ok, nên chuyện rất buồn nè, thôi chuyện buồn thôi mấy bạn cứ bỏ qua đi để đến chuyện mới ngày hôm nay. Các anh đây tên tiền, các bạn mới vừa thấy không đây chính là một cái con cá lóc. Con cá lóc này các bạn nhìn vô nhìn như có để sẽ vô đố cho các bạn biết đây là cái con cá lóc này là con lóc đồng hay là con cá lóc cá bồng. Rồi các bạn nghĩ gì? 1 2 3 nên toàn con cá này chắc chắn nó không phải lóc đồng rồi, mà nó chắc chắn không phải cá lóc vì sao cá lóc bồng. Cái con cá lóc này để muốn review cho bạn xem đó chính là cái con cá lóc vây xanh. Con cá lóc này là con cá lóc mà để muốn review cho bạn xem đó chính là một cái con cá lóc vây xanh. Cá lóc vây xanh rồi nha mấy ngầm. Ok, đó chính là một cái con cá lóc vây xanh mà để mới mua hồi nãy là người mua về bây giờ để muốn chuẩn bị để muốn quay clip đăng cho bạn xem. Đăng cho bạn một con cá lóc vây xanh. Con cá lóc vây xanh để mới vừa mua ở tiệm cá cảnh về nha mấy ngầm. Nãy giờ nãy đi tìm cái cảnh đều đã mua được một cái con cá lóc phay xanh như thế này. Cá lóc phay xanh xay to cỡ bằng cái bàn tay gì đó đi. Nó bằng bàn tay gì luôn. Đây là một cái con cá lóc phay xanh nha. Còn cái con rồng Nam Mỹ để ra đem đi trả lại cho cái người chủ cũ mà đã chăm sóc con rồng Nam Mỹ đến đó anh ạ. Con rồng Nam Mỹ bây giờ đã đem trả rồi nên các bạn rồng Nam Mỹ nó không còn nuôi nữa. Các bạn đang nghĩ nuôi rồng Nam Mỹ à. Đó chính là cái con cá lóc phay xanh. Bây xong để mới vừa mua ở tiệm cá cảnh hồi nãy nha anh em. Nó để mới vừa mua về mà để hồi tới bây giờ để mới đăng lên cho bạn xem nha bạn. Ok. Giờ để sẽ giới thiệu review sơ về con cá lóc này luôn. Cái này để mở cái bọc nha. Ồ con cá lóc này nó hơi nhét nữa nè. Nên mấy bạn mong mấy bạn đừng có ngại. Khi mà các bạn mới nhìn vô các bạn cứ tưởng nó con cá lóc đồng không? Nhưng mà nhìn không, cá lóc này nhìn nó giống đây là con cá lóc này cá lóc phay xanh nha, cá lóc này nhìn nó giống con lóc đồng thôi chứ cá lóc này nó không phải là lóc đồng nha. Con cá lóc này con cá lóc phay xanh đúng. Con lóc này là con cá lóc này cái tên của nó là cá lóc phay xanh chứ không phải là cá lóc đồng. Cá lóc đồng là khác nữa, con lóc này là lóc phay xanh. Cá lóc phay xanh nha chứ không phải là cá lóc đồng. Cái con cá lóc đồng thì cái vây nó không có xanh nha mọi người. Cá lóc này nó là lóc phay xanh nè. Đây con cá lóc này nhìn nó giống lóc đồng thôi chứ con lóc này nó không phải là lóc đồng nha, lóc này lóc phay xanh. Lóc phay xanh mới đúng. Đây con lóc này là một cái con cá lóc phay xanh mà cá lóc phay xanh này nó còn tơ chứ mà như các bạn nhìn vô thì nhìn nó rất là nhỏ thôi nè, nó nhỏ hơn mình nuôi tới lớn lên. Đây là một cái con cá lóc phay xanh để mới về mua gì chơi chị chơi được để bây giờ để chuẩn bị sở hữu một con cá lóc phay xanh thôi. Ok mấy bạn, nhưng mà mấy bạn cùng xem nào. Ok để sẽ giới thiệu review sơ về cái con cá lóc này luôn nha. Cái con cá lóc phay xanh này nó cũng sống ở ngoài đồng mà nhưng mà có cái người ta bắt vô người ta làm kiểng mà ngầm. Đây cá lóc phay xanh nó cũng là cá lóc đồng mà người ta làm kiển mà. Cá lóc phay xanh tuy cũng là lóc đồng nhưng có cái là cái vây nó màu xanh nhưng mà để xin giới thiệu nghiệp sơ gì về nó mình trước. Cá lóc phay xanh tuy cũng là cá lóc đồng nhưng có cái là cái vây nó màu xanh đó mày, nên người ta gọi tên của nó là cá lóc phay xanh. Lóc phay xanh là con cá lóc đồng mà cái vây nó màu xanh như cái vây nó màu xanh thanh đó nè. Nhưng mà có điều là con cá lóc này nó hơi nhét nhưng mà nên là cái vây nó không có lên màu xanh. Cái mà để như từ nó dạng lại cái vây nó mới lên màu xanh nha. Chứ mới đem để mới mua về luôn các bạn nên rất là nhét. Nên cái vây xanh nó biến mất rồi. Nên nhìn nó tưởng bạn cứ tưởng nó lóc đồng thôi nha. Đây là nó hơi nhét xíu mà để từ nó sẽ dạng lại. Nhưng mà quên các bạn mấy bạn nhớ lưu ý nha. Mấy con cá lóc á thì nó rất là hung dữ là nên các bạn lưu ý là không có được nuôi chung với cá bé màu chứ không được nuôi chung với cá beta luôn nha. Đây một cái con cá lóc này
Nhưng còn cá lóc á bạn, các bạn nuôi cá lóc á, các bạn nhớ lưu ý kỹ là cá lóc các bạn phải phải đậy nắp lại, đậy nắp lại như các bạn, chứ các bạn không, nếu mà các bạn không đậy thì con cá lóc nó sẽ nhảy ngoài và sẽ nhảy như nhảy mất tiêu như ngành. Cái con cá lóc, con cá lóc nó nhảy lẹ lắm. Cái con đây con cá lóc nó nhảy rất là cao bạn, cái tốc độ cao cao đó, nó nhảy lên, nó nhảy từ 10 mét, nhảy tới 10 mét thì phải, vậy cũng không nhớ rõ nữa. Có không, không có nhớ rõ nữa là ngành. Cái con lóc, cá lóc bay xanh này hồi ngày xưa thì người ta chăn nó thôi, chứ bây giờ thì người ta mới nuôi nó làm kiểng nè, làm kiểng này, nên để gặp con lóc bay xanh này để khoái quá nên mình để dứt luôn con cá lóc bay xanh, một con cá lóc bay xanh này để chơi luôn. Cái con cá lóc bay xanh này, tuy cá lóc bay xanh cũng là cái cá lóc đồng nhưng mà có cái vây màu xanh này, người ta kêu nó là cá lóc bay xanh, nhưng cái cá lóc này nó hơi nhét, nhưng mà nên cái màu nó nhợt xuống thì giống như cái màu của lóc đồng bình thường này, nhưng cái màu nó chả giống gì cái con lóc đồng bình thường hết cả. Đi cũng là bé lóc bay xanh, nhưng cái phần vây nó nhợt màu xuống là do nó nhét quá này, nên mất luôn cái màu xanh, cái màu xanh trên vây của nó luôn rồi. Nhưng mà mấy bạn nhớ lưu ý kỹ luôn, cái lóc này các bạn phải lấy cái nắp các bạn đậy lại nha bạn, nếu mà các bạn không đậy thì con cá lóc nó sẽ nhảy ra ngoài và nó sẽ nhảy mất tiêu nha. Đây con cá lóc nó nhảy lẹ lắm, nó nhảy rất lẹ nha bạn ạ. Còn đây cá lóc nó là cá săn mồi các bạn, nên lúc nào nó cũng hay nhảy ra ngoài các bạn, nó nhảy ra ngoài nhiều lắm. Nhưng mà các bạn nuôi cá lóc thì các bạn nhớ lấy cái nắp các bạn đậy lại nha bạn, đậy cho thật kỹ luôn, chứ mà các bạn đậy không có kỹ nên cá lóc nó hơi đá cái nắp và nhảy ra ngoài được. Tại cái can này cái nắp các bạn đậy không kỹ là con cá lóc có thể nhảy ra, nó đá, dùng cái đuôi nó đá cái nắp nó bay ra ngoài được luôn nha mọi người. Và nó sẽ chết và rất là uổng nha mọi người, nên các bạn phải lưu ý là phải đậy kỹ lại rồi. Ok, đây cái thùng, cái thùng xốp để chuẩn bị nuôi cái con cá lóc vi xanh này nha mọi người. Ok, bây giờ lại sẽ bỏ cái con cá lóc vi xanh đi vào trong đây để lại ngâm vài tiếng nha mọi người, để ngâm vài tiếng nha, nhờ một cái con lóc vi xanh nha nè. Ok, đây là một cái con lóc vây xanh. Cá lóc vây xanh thì mấy bạn nuôi thì nó cũng đơn giản lắm nè, nó vừa đơn giản mà vừa dễ nuôi nữa. Rồi cá lóc vây xanh nó cũng đơn giản thôi, vậy nuôi nó cũng y như bảy màu, cũng y như beta luôn, cũng nó cũng rất là dễ nuôi lắm nha mà, chứ nó không có quá khó nuôi nè, rất là dễ nuôi luôn. Cá lóc vây xanh nó rất là dễ nuôi nha mà ngành, chứ nó không có khó nuôi như là mấy cá kia. Chỉ có cá chép, cá cha đồ nó mới khó nuôi thôi, chứ cá lóc còn cá lóc cái chơi tất nhiên nó dễ nuôi rồi, tất nhiên nó dễ nuôi các bạn. Rồi ok, hãy có hồi để setup để nuôi cái con cá lóc vây xanh nè, một cái con em lóc vây xanh. Đây chứ hay là giới thiệu cái bậc thức ăn cho bạn xem mà. Tên đây chính là cái bậc thức ăn mà đợi vừa mua về nha bạn. Đây chính là đây chính là một cái hộp cám thái 50g, một cái hộp cám thái 50g nè, một cái hộp cám thái 50g, một cái chai, vậy cái chai này, cái chai này, cái một cái chai cắm lười, cái chai cắm lười đó nè, cái chai cắm lười này để cho mấy con cá chép nè, mấy con cá bay màu, cá beta hoặc là cá lóc thì nó ăn cũng được chứ mà nè, tùy mỗi bạn nha. Cái chai cám này không phải cám thái, là cái cám này là cái cắm lười, chứ cắm lười chứ mà nè. Cái chai cám này là một cái chai cám lười. Cái chai cám lười nha mọi người. Cám lười nó rất là bự. Cái chai cám này nếu mà các bạn nuôi cá lóc mà các bạn không rảnh mà không có thịt cho cá lóc ăn, các bạn có thể móc cái hộp cám lười dùng quăng cho cá lóc nó ăn cũng được chứ mà. Cái chai cám lười con cá lóc nó có thể ăn được luôn. Nó ăn thiệt nha mọi người. Cái chai cám lười không chỉ có cho cá nhíp với cá chơi ăn mà còn cá lóc nó còn có thể ăn được nữa. Tuy cá lóc nó là cá ăn thịt nhưng mà có thể nó không ăn cám này được. Cám mình cho cá lóc ăn được, nhưng chỉ có cám thái thì cá lóc nó không ăn được thôi. Thì cá lóc mình nó chỉ ăn cái hộp cám đời với thịt này trùng chỉ dế thôi. Được thôi nha mọi người. Chỉ dế thôi. Đây là cái chai cám lười. Cái chai cám lười mà còn có để chữ cá cảnh Bách Chiến luôn à. Cái chai cắm lười này là chai cắm lười của anh Bách Chiến, anh muốn người ta anh sản xuất ra nhưng mà ngành thì cái có để anh có để chữ cá cảnh Bách Chiến nè. Còn cái hũ 50g cắm thái 50g này không có để chữ Bách Chiến chiến nhưng mà ngành chỉ có chai này rồi mới của anh Bách Chiến kêu người ta sản xuất ra chai cái hộp thế này. Rồi giờ xin giới thiệu với bạn cái chai thuốc làm trong nước cho hồ cá các bạn, đó chính là nước điều hòa nước bể nuôi cá. Đây chính là cái chai Red Lock
Buster, cái chai Reese Buster, nghĩa là cái chai này nè, nó có thể tạo ra vi sinh mới là vừa làm trong nước nhưng mà vừa tạo ra vi sinh mới làm trong nước luôn. Không nhớ mà ngầm. Ok bây giờ sẽ chờ cái con cá lóc này nha em. Cái con cá lóc này mới về cho nên nó còn hơi nhát nha mà ngầm. Nó còn hơi nhát một chút xíu. Cái con cá lóc này nó mới về cho nên nó còn hơi nhát một xíu nha. Coi đây con cá lóc vi xanh. Thành ra ok bây giờ để sẽ thử test thử cái chai chấm lười cho cá bé màu với cá beta của bạn nó ăn nha. Nó ăn nhiều không ngầm. Test thử nha. Cái chai cám lười này không chỉ có cho cá chép với cá chê nó ăn được mà còn mà mấy cá lóc, tuy cá lóc nó cũng là cá ăn thịt nhưng mà cá nó có thể ăn cám lười luôn. Chai cám lười là một cái chai tao cám lười Stella nhá. Stella đúng rồi, tên cái chai này là Stella đúng rồi. Thì test thử nha, mình sẽ test thử luôn. Không biết miếng cá nó có ăn không á. Anh khoan cái lại quay kỹ cho bạn xem xíu. Tại trời đang trời tối nhưng mà trời nó gần lặn, trời mặt trời nó lặn xuống nên trời nó khá là tối. Nên mấy bạn khi mà mấy bạn xem video thì các bạn thông cảm lại xíu nha. Con chó sủa ồn quá nhưng mà mấy bạn cũng thông cảm với lại luôn. Mấy chó sủa thì các bạn cũng thông cảm với lại luôn. Ý nó ghĩa lên, nó ghĩa cái hộp cám lười. Cái hộp cám ui da. Ôi mấy bạn không cảm lại xíu hơn, cái camera nó lại làm nó hơi bị lỗi một tí. Ê nó ăn rồi, nó ghĩa tùm lum luôn. Ồ cái chai vậy là cái hộp này nó mấy màu nó hơi ghĩa nó ăn được. Đây là chỉ test mấy bảy màu của mấy con beta để không có test nha. Tại vì miếng cá beta thì nó không có ăn hộp cám này nha bạn. Nên là để không chặn cho nó ăn. Vì cái chai cái hộp cám lười thì nó khá là bự nữa anh. Cái viên nó bự to cho bá hay luôn. Nó bự như là cái hộp cám nó cho cá dép năng rồi. Nó bự thật, nó bự thiệt của anh. Bự như là cái hộp cám cho cá chép năng như thế mà mình cứ kêu vậy. Tại sao quăng cho miếng biển màu nó ăn không? Biển màu nó ăn không? Ok mấy bạn thông cảm lại chút xíu nha. Giờ này thì trời nó hơi nó dần tối xuống rồi nha mấy bạn. Nên là quay nó không có rõ lắm. Nên mấy bạn xem video thì các bạn thông cảm lại chút xíu nha. Đó hiện tại nó bu lại nó ăn. Đó nó bu lại nó ăn, nó ghĩa nè. Vậy là test miếng biển màu thôi, miếng beta để không có test nha. Tiếp miếng cá bảy màu thôi. Coi bây giờ đợi sẽ chờ khoảng vài tiếng rồi đợi sẽ thả con lóc này ra nha. Rồi coi bây giờ đợi sẽ để chuẩn bị bắt đầu thả cá lóc nhưng mà khoan mấy bạn cứ chờ lưu ý nha. Mấy con cá lóc đó, nó là cá săn mồi này nhưng mấy cá săn mồi lúc nào nó cũng hay bị sốc nước hết trơn ngoài nên nó không như miếng cá bảy màu và cá beta. Mấy cá bảy màu cá beta thì nó không có bị sốc nước nhiều như là mấy cá lóc với cá chơi lúc nào nó cũng hay bị sốc nước các bạn ạ. Không được phải cắt cái bọc ra rồi các bạn để lấy nước để vào lại. Coi vậy quay cho bạn xem. Ôi dân con cá lóc nó nhảy quá nè. Ok thôi các bạn chờ đợi xíu nè, chắc con kéo một cái lóc nó gặp. Nó gặp rồi nó sợ quá, nó chạy lăn xăng luôn. Rồi cái con bây giờ đại gia đã chuẩn bị cho ngâm cái lóc cho nó quen hơn. Còn cái lóc nó gặp lại nó quảng quá rồi nên nó chạy toán loạn chân luôn. Chạy toán loạn mà nó không để ý gì chân. Nó quảng, chắc chắn nó gặp lại nó quảng quá sao rồi nên nó chạy toán loạn. Khoảng là bỏ cái cục xí than vô cho cái lóc nó sung nữa. Coi cục xí than nó lại bẻ ra làm đôi nha. Một bẻ ra làm đôi nha. Rồi. Có cái bạn chờ đẩy xuống rồi. Đập đẩy sợ quá ha. Nó không biết gì. Mày nó có nhảy. Mày nhảy nha, mày chết với tao không?
lấy cái chai cho thuốc nó làm trong nước cho cái bể cá này, cái là sẽ nhỏ vào trong cái lóc một tí nè. Coi cái chai sử dụng, cách sử dụng cái chai nó cũng khá dễ sử dụng nha nè. Coi. Rồi đi các bạn lật nắp này, cái nắp mà có cái miệng này nha. Các bạn mở ra, bọc. Cố gắng nha các bạn. Coi mở ra cũng khá là đơn giản ấy, cũng khá là đơn. Ok. Nhỏ mà hai giọt. Nhỏ thêm cái lóc nữa. Còn cái lóc này có ai thôi. Từ từ như cái lóc này nó ăn quảng. Một giọt. Ồ. Ồ trời. Ồ trời. Ê mày đừng nhảy ra ngoài nha. Mày nhảy ra ngoài nó tao bắt mày, tao nướng mày ăn nha. Tao nướng mày. Ăn nha. Okay. Chờ nó tối xuống mấy bạn nên mấy bạn thông cảm vậy xíu nha. Có lại gọi đèn cho bạn nhìn nó rõ hơn. Ok giờ để sẽ gọi đèn giờ đặng cho mấy bạn nhìn rõ hơn về cái lốc này. Con lốc này hiện tại đang nhét mà nên cái vây nó không có lên màu xanh. Cái vây nó không có xanh lắm. Ok. Còn cây để phải chờ nửa tiếng nha, nửa tiếng để mới thả được nha. Tại con cái lốc này nó hiện tại nó đang nhét nhưng mà nếu mà thả cái lốc mình đang nhét mà các bạn thả ra liền thì những cái lốc nó bị sốc nước, nó sẽ bị sốc nước nha mọi người. Tại cái lốc nó là cá săn mồi, để mấy cá săn mồi lúc nào thả ra nó cũng bị sốc nước hết trơn mọi người, nên phải chờ nửa tiếng mới thả được. Ok mấy bạn chờ đợi xíu nha. Rồi coi cái video của đợi đến đây đã hết nha mọi người. Hẹn gặp lại mấy bạn quay video sau nha. Bây giờ trời đã tối mấy bạn, trời đã tối nên quay nhìn nó hơi ảo tíu xíu nha mấy bạn, thông cảm rồi nha. Ok. Kênh lại bye, tạm biệt thôi nha. Bye bye. Nhưng mà để sẽ quay cập nhật lại con góc cho các bạn xem nha. Bye bye.